Rồi, tiếp theo cái chương trình giảm giá các bạn nhé. Thì các bạn lưu ý này, trong phần phần tổ chức chương trình này có hai loại. Thứ nhất là giảm theo tỷ lệ. Thứ hai là giảm theo giá bán. Như vậy ở đây chúng ta khái niệm này. Nếu các bạn khai báo một loại hàng hóa chỉ áp dụng cho một hình thức hoặc giảm theo tỷ lệ phẩy hoặc giảm theo giá bán. Như vậy thì trong trường hợp này, nếu khai báo cả hai hai trường hợp, cả tỷ lệ và cả giá bán được giảm, thì phần mềm sẽ ưu tiên tiên giảm theo tỷ lệ mà không tính giảm theo giá bán. Đấy. Muốn giảm theo giá bán thì bạn phải trực tiếp bỏ trống nhập ấy, nhập giá trị tỷ lệ bằng 0. Đây, tôi ví dụ các bạn đây này. Ở đây nhá, cái phần nghiệp vụ này, phần chính sách giá bán các bạn thì chính sách giá bán vào đây. Hơi nhanh rồi không các bạn, chúng ta vào lại nhá. Nghiệp vụ này, chính sách bán hàng này, chính sách giá bán. Ở đây tôi giải thích rõ cái đơn giá này này là cái đơn giá chúng ta bán ra, chúng ta áp dụng trong cái chương trình khuyến mại. Thế thì ở đây cái phần mà phần tỷ lệ chiết khấu này, đồng thời các bạn lại khai báo nó là giảm 3.000 cho một đơn vị tính. Cái này phần mềm nó chỉ tính cái phần trăm chiết khấu này thôi, chứ nó không tính theo cái đơn giá này, nó ưu tiên cái thằng này. Thế nhưng mà nếu trường hợp các bạn muốn giảm theo giá bán ấy, thì giảm theo giá bán thì các bạn sẽ giảm theo giá bán thì các bạn sẽ đánh cái tỷ lệ chiết khấu này bằng 0, và cái giá bán này là cái tiền chiết khấu trên một đơn vị sản phẩm bán ra. Đấy. Thế trong trường hợp này là các bạn tính như thế thôi, nhưng mà nếu các bạn áp dụng cho cả hai cái trường hợp là vừa tính theo tỷ lệ vừa tính theo tiền chiết khấu thì các bạn nhân cái đơn giá nó ra cái tỷ lệ chiết khấu này bao nhiêu cộng vào cái tiền chiết khấu này, cộng thêm cái tiền chiết khấu nào, chỉ được khai báo có một cái thôi các bạn nhé. Có phần mềm không cộng cái này vào vì nó không biết là tính thằng nào trước, không biết là tính thằng tỷ lệ xong rồi mới tính giảm giá, hay là tính giảm giá xong rồi mới tính tỷ lệ. Cái này là khi chưa giảm giá thì tỷ lệ 5% nó là giá trị khác, và khi giảm giá rồi thì 5% nó là tỷ lệ khác. Nên các bạn chỉ áp dụng một hình thức, hoặc là giảm tiền hoặc là giảm theo tỷ lệ nha các bạn nhé. Chúng ta sẽ lập ra ở đây một cái hóa đơn bán hàng, thêm mới trong phần hóa đơn bán hàng các bạn nhé. Ở đây chúng ta hóa đơn giá trị gia tăng, nó mặc nhiên vì chúng ta đang nhập chứng từ cho một ngày là thì khách hàng này chẳng hạn nhé. Thế thì đối với khách hàng này thì các bạn lưu ý là cái phần hàng hóa này này là họ được giảm, ví dụ ở đây giảm 3.000 vì cái tỷ lệ giảm là chúng ta đã đặt về 0% rồi. Thế thì trong trường hợp mà giảm tiếp về tỷ lệ thì chỉ có một cách là các bạn gõ vào đây nữa thôi. Còn không, cái tiền chiết khấu này nó tính ra là giảm 3.000 và đối với 10.000 sản phẩm nó giảm 30 triệu. Các bạn có thể gõ vào đây nó 5% rồi nó tính ra là thành 7 triệu. Tức là nó ưu tiên hoàn toàn về cái vấn đề tỷ lệ chiết khấu chứ không theo giá bán. Nha các bạn nhé. Ở đây các bạn chọn lại hàng hóa này thì nó tự động nó tính lại cho các bạn này. Chứ các bạn không phải là các bạn tính vừa cả chiết khấu theo tỷ lệ vừa chiết khấu theo giá là không đúng. Mà nếu như nếu mà các bạn áp dụng cả hai thì các bạn phải tính ra được cái giá này cụ thể là chiết khấu một
cái là bao nhiêu tiền thì các bạn gõ vào cái phần chính sách giá tiền các bạn nhé. Cái này các bạn lưu lại chứng từ là xong. Như vậy là tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn có thể làm được cái quản lý giá ở trong này. Cái video tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức để các bạn combo sản phẩm. Các bạn có thể combo sản phẩm hay là các bạn có chính sách khuyến mại theo cái hình thức, ví dụ như mua một mặt hàng thì được tặng hai mặt hàng, hay là mua cứ mua 3 sản phẩm thì được tặng một cái gì đấy nhá.